Xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc máy dao cạo râu đến từ thương hiệu Barun của Đức các bác nhé. Đó, nó đang sử dụng nguồn điện là 100 tới 240V nên các bác yên tâm khi mình sử dụng mình đi du lịch hoặc là mình đi đâu đó đến trên khắp thế giới nhé. Tại vì có những nơi nguồn điện nó là 240V hoặc là 220. Đấy nên là các bác cứ hay ngại là máy nó sử dụng điện 100V đấy, đây là dòng sử dụng pin. Các bác nhìn này, đấy, da vẫn còn rất là đẹp nhé. Đó. Pin ion nhá, đời 2017 này. Đấy, các bạn nhìn chân pin còn mới tinh luôn này. Đó. Bên em tuyển chọn những máy dao cạo râu nó còn rất là ok, đẹp. Đấy, nó vẫn chuyển về chỉ chảy xước nhẹ chút xíu cái đó thì bỏ qua các bác nhá. Đây có chức năng tỉa râu này các bác này. Đó. Lưỡi của Đức luôn các bác nhá. Đức thì các bác biết rồi. Đó. Quá đẹp luôn này. Đấy, lưỡi này. Đấy, không có một nủng một lỗ nào luôn nhá. Bên em bán hàng tuyển chọn chứ không có bán hàng nủng lỗ, lỗi nặng, lỗi nhẹ gì các bác nhá. Đấy, đẹp không? Các bác nhìn thấy chưa? Đó. Mình có thể cầm đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc thế giới luôn. Đang chạy này, đó, rất êm và khỏe nhá. Các bác muốn tỉa râu thì các bác có thể đây. Đấy, đưa cái này lên mình tỉa luôn nhá. Đó. Ok các bác nhá. Các bác quan tâm tới máy cạo râu Đức thì alo cho em nhá, giá cũng rất là tốt thôi. Đó. Một cây này thì bên em đang giao lưu là 1 triệu mốt một cây nhá. Đấy, máy rất là đẹp. Cảm ơn các bác nhá.